giới kinh doanh đầy rẫy những thứ kỳ lạ. Hơn đây là một trong số đó. Vâng, đây là một doanh nhân, người vừa được mời đến dự tiệc tối gia đình với lũ trẻ. Nhưng Tony và vợ chưa có con. Đấy là lý do tại sao vừa gặp cô bé nổi loạn ngoài đường, anh đã quyết định đề nghị cô giả làm con gái của họ. Đây là Melissa, và cô bé sẽ nhận rất nhiều tiền chỉ trong vòng vài phút. Có nằm mơ cô cũng không tin mình có thể bán bánh quy kiếm được gần ấy tiền. Violet biết rằng căn nhà tiền tỷ của mình sắp bị đe dọa rồi, và mối đe dọa chính là Melissa. Cho hỏi có ai quen với nhà mới nhanh như cô bé không? Cô bé cứ tự nhiên như nhà của mình từ những phút đầu tiên sau khi ký hợp đồng. Vì đã trở thành con nhà có tiếng nên nhất định cô bé phải quên cuộc sống của mình trước đây, dù thời hạn có ngắn. Honey và Violet quyết tâm cố hết sức mình để biến Melissa từ cô bé cá tính thành một tiểu thư. Và quá trình này không hề vui vẻ chút nào. Thực sự rất khó để quên đi quá khứ và trở thành một người mà bạn không hề tương đồng. Thay đổi quần áo không phải là duy nhất. Bây giờ Melissa đã trở thành người giàu có rồi, cô bé cũng phải tạm biệt khẩu vị cũ đi thôi. Có thể trước đây cô thích đồ ăn vặt, nhưng giờ cô chỉ được phép ăn đồ healthy, món mà Melissa không biết ăn. Mà cũng có thể nó sẽ là món yêu thích của cô. Nhưng cô bé phải học cách cư xử của mình. Violet cũng từng giống như Melissa. Nhưng từ khi gặp Tony, người đã thay đổi cuộc đời của Violet. Tài năng âm nhạc của Melissa không gây ấn tượng với gia đình mới. Tất cả những bản độc tấu guitar và âm thanh sôi động của cô bé không phù hợp với kiểu âm nhạc tuyệt đối. Melissa cần phải nắm rõ hơn những nghiêm ngặt trong xã hội để công bằng. Trước khi đưa violon cho Melissa, Violet đáng lẽ phải thuê chuyên gia về hướng dẫn, bởi vì violon sẽ trở thành thảm họa âm nhạc nếu đưa nhầm người nha. Ngủ trên giường riêng của mình chứ không phải ngủ ở bìa cứng thật là hạnh phúc. Chị có tin tiêu tiền dễ không? Chà, cũng chỉ tại giấc mơ. Violet đang mơ quá ngọt ngào nên tất nhiên đây sẽ biến thành ác mộng. Cũng nhờ tiếng ngáy của cô con gái mà chị làm móng quyết định thay dụng cụ khác. Melissa ngáy kinh thật, đặc biệt là trong một ngôi nhà chưa từng có tiếng ngáy. Hoặc nếu có, cũng chỉ là lúc Tony nuôi cuốn buôn. Nhưng Tony đã nhanh chóng chuyển em ấy nơi khác vì ngáy ghê quá. Tiếng ngáy của Melissa cứ như núi lửa phun trào. Rất may, Tony đã biết cách tắt âm thanh này đi. Không chỉ có Melissa là thành viên mới đến, thậm chí Tony và Violet còn không biết. Sau khi thấy con vật, cả hai còn không kịp nghĩ nó từ đâu chui ra. Chú chuột làm người giàu khiếp sợ. Không cần bàn cãi gì thêm, họ đã gọi dịch vụ đặc biệt. Nghi vấn ở trong thuốc xịt có loại nước hoa đắt tiền. Thật may, chủ nhân đã đến cứu chú chuột. Melissa đã không chịu nói. May mắn là một người đã không ngại chấp nhận thành viên mới này, và một chú chuột được phép ở lại căn nhà. Dù là được ở trong nhà, nhưng chú ta vẫn có nhà riêng đó nha. Melissa không kể với ba mẹ rằng cô có bạn trai. Thấy bạn gái mặc quần áo lạ quá, Vincent có một chút sốc. Vincent thường được xem là nhóc phá rối mà. Đứa trẻ như cậu ta luôn thích phá phách mọi thứ. Trong đầu cậu ta chỉ có guitar với mấy ý tưởng điên rồ, trong số đó là phá ảnh gia đình của người ta. Nhưng chúng ta không thể phán xét nghệ sĩ. Mà nói gì nói, Tony là cướp biển giỏi đó. Cuối cùng, cách nhìn của Vincent không được đánh giá tích cực, đến nỗi họa sĩ này phải bị đá ra khỏi nhà. Hành động của người cha mới khiến Melissa nổi giận và phẫn nộ bằng màn trình diễn âm nhạc để ủng hộ cho nghệ sĩ. Tony và Violet sẽ nhớ mãi ngày này, ngày cách mạng văn hóa.
bạn bè Melissa cũng không thích diện mạo mới này. Cô bé từng rất nổi loạn, thế mà chiếc váy hồng này đã phá hết hình ảnh rồi. Cô bé gọi ba Tony về nỗi buồn và ông ấy đã đến giải quyết với đám bạn. Vẫn là phương pháp quen thuộc. Ông ấy đã ngăn chặn mọi tư tưởng nổi loạn trong đầu của bọn trẻ bằng cách mua chuột. Bọn trẻ hoàn toàn thay đổi thái độ, quay ngược lại với lối sống cũ. Sau khi nhìn thấy tiền, bọn trẻ thay đổi 180 độ chỉ trong vòng một ngày. Cứ nghĩ bọn nó sẽ nói chuyện với Melissa, nhưng không, chúng không còn là bạn bè nữa. Bọn trẻ đã trở thành rich kids. Cơ hội duy nhất của Melissa, cơ hội để lại tự do trong căn nhà, chỉ xuất hiện duy nhất khi ba mẹ vắng nhà. Những lúc như thế này, cô có thể tổ chức buổi biểu diễn thời trang lớn, thử toàn bộ tủ đồ của mẹ. Và cô bé không quên giả làm Violet, tạo nét trước gương. Khi Melissa tìm được một chiếc bình nhỏ, cô quyết định nấu mì gói trong đó ăn. Không may, chủ nhân của chiếc bình đã không ủng hộ ý tưởng thực tiễn này. Sau khi thấy chiếc bình cổ quý giá nằm trên tay Melissa, Violet xỉu lên xỉu xuống. Có vẻ lần sau cô bé sẽ không dám lấy bất cứ món đồ cổ nào mà không xin phép nữa. Khi Violet không thèm tiêu tiền của chồng nữa, bà ấy sẽ hay tạo dáng trước ống kính với tư cách là người mẫu. Biết chuyện, Melissa định bày trò trêu mẹ mình lần này. Và Violet đã đi làm mà không cần trang điểm. Đến buổi chụp hình, Violet đã cố gắng che đi phần mặt chưa trang điểm của mình bằng mái tóc của mình. Nhưng làm sao có thể che mãi được? Và anh thợ chụp ảnh đã nhanh chóng để ý Violet chỉ trang điểm có nửa mặt thôi sao? Nhưng thay vì bị cười nhạo, người phụ nữ giàu có này lại được khen. Gia đình mới của Melissa không quên sinh nhật của cô bé, và họ đã chuẩn bị hàng đống món quà. Cô bé không thích những thứ này, không quan tâm đến những món quà xa xỉ đắt tiền. Và cả ba và mẹ đều không để ý đến sở thích của cô con gái này, cho đến khi ba mẹ đã biết cách làm cho cô vui bằng cách tặng cho cô bé một chiếc áo Pop X. Một lần khi đang đói bụng, Melissa đã can đảm ra tay làm một việc cô bé chưa từng làm, đó là nấu ăn. Cô định nướng gà, nhưng thay vì dùng giấy bạc, lại lấy giấy vàng, biến buổi tối thành một món gì đó. Không thể ăn được mà. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Tony đã phát hiện ra. Ông phát hiện một kiệt tác từ món ăn cô con gái nấu. Ngay sau đó, buổi tối đã được dâng đến đúng người. Nó còn được bán tại một trong những triển lãm danh giá nhất. Như vậy, Melissa đã giúp Tony càng giàu hơn bằng tài nấu ăn 102 của mình. Melissa đưa mặt nạ cho Violet. Điệu bộ như này trông rất chân thành. Cũng hơi lạ đó, nhưng Violet tạm tin tưởng vậy. Quý bà đây đã quá coi thường. Violet còn đến chỗ của ông xã để hỏi coi đẹp không, nhưng chỉ khi bỏ mặt nạ ra để xem phản ứng của chồng và răng xanh lè của chồng, bà đã hiểu ra cô con gái đời nào mà để cho bà yên. Cô bé lại tiếp tục trêu chọc ba mẹ. Có lẽ niềm yêu thích chọc phá sẽ không bao giờ chấm dứt được. Nó đã ở trong máu của Melissa. Cãi nhau mãi cũng chán. Đó là lý do vì sao Violet quyết định cải thiện tình cảm hai mẹ con bằng cách kể một chút về mình và làm sao để trở thành phụ nữ thành đạt, để một ngày nào đó Melissa có thể trở thành một người giống như vậy. Ngay sau đó, cô bé mang về nhà chiến thắng trong một cuộc thi ở trường. Nhưng loại giải cô bé thắng hóa ra không phải giải thưởng mà Violet muốn con gái mình thắng cuộc. Melissa trở thành người thua cuộc vinh dự nhất năm. Yeah, loại đề cử này vẫn còn tồn tại. Mọi người đều nói Melissa không thể dạy bảo nữa rồi. Nhưng thái độ ngông nghênh đó cũng tại vì cô có một tuổi thơ khó khăn. Niềm khao khát trở nên được để ý đã thôi thúc cô bé đi con đường sai lệch. Cô bé tràn trề năng lượng, đánh bại mọi chướng ngại và phá hủy mọi thứ mà chủ nhà yêu thích. Điều này dẫn đến những cãi vã thường xuyên, cũng đã ảnh hưởng xấu đến tình trạng phát triển của Melissa. Cô bé còn hay gặp ác mộng và hay khó ngủ nữa kìa. Ngày hạn hợp đồng cuối cùng đã đến. Điều đó đồng nghĩa việc Melissa nói lời chia tay với ba mẹ sớm thôi. Nhưng Tony vô cùng sốc
khi con trai của đối tác hóa ra là cậu nhóc nổi loạn. Hôm trước đã phá ảnh gia đình mình. Hơn thế nữa, gia đình không ai la mắng cậu ta vì phong cách đó. Từ minh chứng sống này, Violet và Tony đã nhận ra Melissa cũng có chất riêng, và họ nên cho phép cô bé tự do theo đuổi. Họ không làm hợp đồng nữa mà sẽ ở bên cô con gái này mãi mãi. Các bạn thích video này không nào? Bạn thích phần nào nhất? Hãy để lại bình luận nha. Và đừng quên cho video này một like. Và đừng quên đăng ký kênh. Hẹn gặp lại ở Trum Trum Trick nha.